Kính chào quý khán giả đã đến với chương trình Luận đàm Thời sự trong tuần này cùng với tiến sĩ Lê Minh Nguyên và tiến sĩ Đinh Xuân Quân. Kính thưa quý vị, chúng tôi bắt đầu câu chuyện trong tuần này cũng như thường lệ với một cái biến cố lớn nhất tại Hoa Kỳ cũng như là có lẽ là đang thu hút sự chú ý của dư luận toàn thế giới. Đó là cái chuyến đi sang Âu Châu vừa rồi của Tổng thống Trump sau hội nghị thượng đỉnh ở NATO thì vào ngày 16 tháng 7 vừa rồi. Ông Trump có một cái buổi họp thượng đỉnh với ông Putin. Và cái cuộc họp này nó ở Helsinki, nó đặc biệt đó là hai người lãnh đạo đã gặp riêng với nhau với hai thông dịch viên. Cho nên trong cuộc họp chỉ có bốn người. Và trước cũng như ngay sau cuộc họp thì đã có rất là nhiều cái dư luận xôn xao là gây cái sự sốc đối với truyền thông Hoa Kỳ cũng như cả thế giới. Anh Nguyên có theo dõi nhiều cái cuộc họp thượng đỉnh của các tổng thống Mỹ và Nga trước đây thì thứ nhất là có trường hợp nào mà hai người gặp riêng như vậy không? Và theo anh đoán thì cái nội dung của cuộc họp đó là gì? Cái việc mà hai hội nghị thượng đỉnh mà hai lãnh tụ gặp riêng với thông dịch viên thì cái này ở trong lịch sử nó cũng có xảy ra chứ không phải không. Nhưng mà thường thường thì cái gặp riêng này là nó cũng có cái hồ sơ, có cái record là bởi vì thông dịch viên thì khi mà họ làm việc thì họ cũng có những cái ghi chú của họ để mà họ thông dịch cái gì. Thì bây giờ bên phía đảng Dân Chủ họ đòi hỏi là họ muốn biết cái record, cái hồ sơ mà hai cái vị nguyên thủ quốc gia gặp nhau để nói cái gì. Thì bên phía đảng Dân Chủ họ đòi hỏi là thông dịch viên của ông Tổng thống Trump phải ra và điều trần. Trong khi đó thì bên phía Cộng Hòa thì đề nghị là ông Ngoại trưởng phải ra điều trần. Nhưng mà ông Ngoại trưởng trong trường hợp này thì ông không có tham dự. Thành ra ông Ngoại trưởng có ra điều trần thì cũng không biết là trong cái buổi mà gặp riêng giữa hai người là nói cái gì. Thì chúng ta thấy rằng cái vấn đề gặp riêng này thì mình hoàn toàn không biết nó cái gì. Cái trong quá khứ thì không phải là nó ngoại lệ. Nhưng mà sau khi gặp riêng rồi qua thể hiện ngoài cuộc họp báo đó thì đó mới là cái vấn đề nó làm cho ồn ào cái dư luận. Thì vấn đề ở đây là cái họp báo, kết quả họp báo nó đưa tới là có những cái phản ứng rất là mạnh mẽ bên thế giới Tây Phương. Ngược lại bên Nga thì họ khen vô cùng. Thì do đó mà chúng ta thấy là sau cái họp báo thì có những cái phản ứng như vậy. Thì ông Tổng thống Trump một ngày sau thì ông tìm cách ông đính chính, nhưng mà ông vẫn có cái câu thòng là có thể Nga hay là một cái nước nào khác. Và bây giờ thì chúng ta thấy có những tiết lộ thêm là coi như là Nga đòi hỏi phải truy tố một số người của Hoa Kỳ, thí dụ như ông cựu đại sứ của Mỹ ở tại Nga là ông Michael McFaul, và cái ông tư bản của Mỹ, mà cái ông này là cái người mà đã làm ra cái luật, vận động ra cái luật Magnitsky, cùng với một số người nữa, mà cho thấy là bên phía tòa Bạch Ốc thì bà phát ngôn nhân nói là cũng chưa biết là đồng ý hay không đồng ý, tức là có thể là đồng ý hay là có thể không đồng ý, mình không biết. Nhưng mà ông Ngoại trưởng Kerry thì ông rất là chống. Thì ông nói là nếu cái như vậy thì một triệu năm cũng không nên làm cái điều này. Thì qua cái hậu quả của cái summit, của cái thượng đỉnh đó, thì chúng ta thấy có những cái điều mà cho thấy rằng nó về quyền lợi quốc gia đó, bên phía Hoa Kỳ bất lợi hơn bên phía Nga. Tôi xin phép để thêm vô cái ý kiến này đó là trong cái cuộc họp này thì nó có cái đề nghị của bên Nga. Mà trước khi họp với Helsinki đó là ông công tố viên Mueller đã nghĩa là 13 người Nga bị nghĩa là đưa ra tòa. Thì tại đây nghĩa là ông Putin nó muốn trao đổi, nói là bây giờ đó là ông muốn tôi chấp nhận cho ông tòa án Hoa Kỳ đòi hỏi nghĩa là thẩm vấn, nghĩa là đòi hỏi 13 người Nga, tôi cho phép họ qua để hỏi, nhưng mà ngược lại ông cho tôi gặp ông Falkland đó là cựu hỏi.
cái chuyện đó là không bao giờ có thể xảy ra được. Cũng cần phải nhắc lại là 4 ngày trước cái cuộc họp thượng đỉnh đó, vào ngày 12 thì bên công tố viên Mueller họ mới quyết định truy tố và khởi tố 12 nhân viên tình báo của Nga. Thì quý vị cũng biết là nếu mà truy tố đó thì là tòa quyết định, đúng không? Tòa phải nói yes or no, đó là một, phải có chứng cứ. Cái đó là một. Cái thứ hai nữa là không có thể trao đổi được. Cái nhiệm và 12 nhân viên tình báo của Nga là bị truy tố vì cái tội đã can thiệp vào cái hệ thống computer của Đảng Dân Chủ, phải không ạ? Vào cái cuộc bầu cử 2016. Và trong cái cuộc bầu cử 2016 thì họ ăn cắp tài liệu của Đảng Dân Chủ và đưa lên cái gì đó, cái net gì đó của tụi WikiLeaks. Thành ra gây xáo trộn trong cái chuyện đó. Trong khi đó thì ở đây đó là ông Putin và ông gọi Trump. Là ông tổng thống của mình đó là nói là tôi sẵn sàng cho mấy người Nga bị trao đổi thì ông trao như đổi với xin, tôi cho tôi xin, nhưng mà xin cái hỏi chuyện ngược đó lại chút xíu theo chú nghĩ cái thời điểm ông Mueller ông quyết định khởi tố 12 người này về một cái vụ án từ năm 2016 4 ngày trước cái cuộc họp thượng đỉnh, thì vậy thì ông Mueller ông có ý gì không hay là chỉ là tình cờ? Tôi nghĩ là phải cái đầu tiên đó, cái đầu tiên mình không biết tình cờ hay không, nhưng mà nó cũng có một cái ảnh hưởng, mặc dù sao nó cũng có cái ảnh hưởng về chính trị, tại vì lần đầu tiên đưa ra tòa và phải có chứng cứ mới đưa ra tòa được thì ông quan tòa, tại bên quan tòa bên này là họ đâu có phải là họ độc lập mà, thành ra muốn quan tòa truy tố những người này đó thì phải có chứng cứ đàng hoàng, mà chứng cứ đàng hoàng, có chứng cứ như vậy mà ông tổng thống của chúng ta vẫn bình vực theo là tôi có thể là Nga hay là nước khác, cái đó thì mình thấy là theo tôi á, đây là cái nhìn của tôi là một cái sự cố ý chứ là không phải vô tình, mà lý do cố ý là như anh Quân nói là nó họ đã có tất cả những cái thông tin cho thấy là nó có cái vấn đề không có sáng tỏ trong cái vấn đề bầu cử này, và có thể là cái người lãnh đạo của Hoa Kỳ có thể tương nhượng ông Putin nhiều. Và họ ở đây là cái gọi là cái cộng đồng tình báo và là lưỡng đảng quốc Hoa Kỳ rồi Cộng hòa cũng như Dân chủ gần như là họ đồng lòng là cái này phải đưa ra để mà coi như là kiềm chế ông tổng thống là không được tương nhượng quá nhiều trong cái thượng đỉnh này. Thành ra do đó mà đưa ra là 4 ngày trước cái thượng đỉnh nhằm mục đích là kiềm chế tổng thống của chúng ta không được tương nhượng ông Putin quá nhiều, mà đây là gần như cái consensus, tức là sự đồng lòng cho thấy rằng là thật sự Nga có can thiệp và có làm tổn hại cái quyền lợi của Hoa Kỳ. Tình do đó vì cái quyền lợi của Hoa Kỳ mà cái cộng đồng tình báo cũng như là lưỡng đảng cũng như là những bộ phận ở trong chính quyền họ nghĩ rằng cái chuyện này phải đưa ra trước cái thượng viện. Tôi còn thêm một cái nữa là như vậy nè, họ sợ là Nga, nghĩa là lẽ nhiên là chưa có nói ra, nhưng mà họ sợ là Nga có nắm tủ của ông Trump hay gì đó. Thì quý vị thấy nè, bây giờ để tôi quay cái phim lại cho tôi một phút thôi. Trước khi đi qua gặp NATO là ông Tổng thống đã chê NATO rồi. Cái thứ hai, gặp Anh cũng chê luôn bà Thủ tướng Anh. Gặp Montenegro, một cái nước có 600.000 người, cũng chê. Mà nói những cái người trong NATO là phô, nghĩa là những cái người tranh, nghĩa là gọi gì chống mình á, những cái người mà gọi là thù địch với mình. Cái NATO cái là có từ hơn 70 năm rồi, mà chính ông tổng thống Hoa Kỳ vì cái vấn đề mà nói là họ đóng góp đủ tiền hay không, hay mua súng không hay không, thì nói là họ là chống ông tổng thống, cái đó là trật hết. Tại vì tất cả, đừng có quên là Montenegro là một nước chỉ có 600.000 người thôi. Tôi làm Kosovo, thành ra tôi có đi qua thăm rồi, ngay bên cạnh thôi. Đó là hồi xưa là một cái tiểu bang của Nam Tư, phải không ạ? Đúng, bây giờ nó là một cái tỉnh của Nam Tư. Cái đó là bây giờ hiện giờ tin tức cho thấy là nó không khéo thì con đường cao tốc là Trung Quốc đang bỏ tiền tỷ vô đó. Nó có thể nó kéo cái Montenegro trở thành là một cái đầu cầu của Trung Quốc để họ đáp vào Âu Châu. Tại vì Montenegro có 600.000 người thôi. Và hiện là thành viên nhỏ nhất của NATO. Đúng.
nhỏ nhất và mới nhất mà cũng đã đóng góp ở tại Afghanistan rồi. Quân đội mà, nghĩa là đại diện quân đội Montenegro có mặt tại Afghanistan chứ không phải không? Thành ra mình thấy thì ở trong cái vấn đề đi với ông Putin này, ai có lợi thì mình thấy là tự mình phá mình, tự mình nói xấu bạn mình, tự mình thì cái đó lợi ở đâu? Thì tôi thấy ở đây đó là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Và cái này nó có thể đi tới là Mỹ đang tự phá mình, tự mình bắn vô cẳng mình đó chứ nói gì đó. Và chúng tôi sẽ tiếp tục với đề tài này trong phần kế tiếp. Xin quý khán giả tiếp tục theo dõi.